Xin chào cả nhà, chúng mình đã sưu tầm và thử được rất nhiều sản phẩm chăm sóc sắc đẹp để có thể giới thiệu cho các chị em. Trong đó ấn tượng nhất đối với chúng mình chắc chắn là tẩy tế bào chết thuộc thương hiệu Cocoon mà mình sẽ giới thiệu dưới đây. Một thương hiệu Cocoon, Cocoon là một thương hiệu Việt Nam ra đời vào năm 2013, chuyên cung cấp sản phẩm chăm sóc da, cơ thể, tóc và môi. Không giống với các thương hiệu Việt khác trên thị trường làm đẹp, Cocoon chọn riêng cho mình con đường mỹ phẩm thuần chay như một số ông lớn nổi tiếng trên thế giới như Sukin của Úc và The Ordinary của Canada. Hãng cam kết sử dụng nguồn nguyên liệu sạch từ rau củ, trái cây trong tự nhiên và nói không với việc thử nghiệm sản phẩm trên động vật. Nhờ tính xanh và sạch trong bảng thành phần, các sản phẩm mà Cocoon cung cấp luôn đảm bảo được độ an toàn trên da và hiệu quả sử dụng cao. Giá thành của sản phẩm cũng vô cùng hợp lý, thích hợp với bất kỳ tín đồ làm đẹp nào. Hai, tẩy tế bào chết cà phê Dark Black Cocoon. Tẩy tế bào chết cà phê là một trong những sản phẩm bán chạy nhất của nhà Cocoon và được rất nhiều beauty blogger đánh giá cao. Sản phẩm được đựng trong một chiếc lọ với chất liệu nhựa cứng cáp với tông màu nâu đen chủ đạo cùng thiết kế bao bì theo hướng tinh gọn, nhưng vẫn đầy đủ thông tin bao gồm tên sản phẩm, thành phần chính và công dụng của sản phẩm. Bảng thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên với hai nguyên liệu chính là cà phê Dark Black nguyên chất và bơ cacao, đảm bảo an toàn cho bất kỳ loại da nào, kể cả da nhạy cảm. Trong đó, caffeine có trong cà phê là một chất chống oxy hóa mạnh, có khả năng làm mờ thâm và dưỡng sáng da tự nhiên. Bơ cacao có công dụng nuôi dưỡng và phục hồi hàng rào bảo vệ da nhờ chứa nhiều axit béo, vitamin E và vitamin nhóm B. Nói về kết cấu thì đây chính là một trong những yếu tố mình đánh giá cao ở sản phẩm này. Dạng kem mịn do có chứa nhiều dầu dưỡng kết hợp cùng các hạt cà phê xay mịn mang lại cảm giác trên da rất dễ chịu. Dù có chà sát hơi lâu thì cũng hoàn toàn không bị rát da, xứng đáng điểm 10 cho chất lượng. Sau mỗi lần sử dụng, bạn sẽ cảm nhận được da mềm mịn hơn, hoàn toàn không bị khô căng chút nào mà còn đủ ẩm nhờ có thành phần bơ cacao và dầu dưỡng. Bên cạnh việc đánh giá cao hiệu quả tẩy da chết, mình cũng rất thích mùi hương cà phê ngào ngạt tỏa ra ngay khi vừa mở nắp hộp. Một mùi thơm rất tự nhiên và thư giãn, thật sự khiến mình tận hưởng khoảng thời gian chăm chút bản thân hơn. Chị em nào đam mê hương thơm giống mình chắc chắn sẽ rất thích. Bên cạnh việc tẩy da chết 2 lần tuần, các chị em cũng nên kết hợp với sử dụng sữa dưỡng thể vào buổi tối và thoa kem chống nắng vào ban ngày để đảm bảo làn da được bảo vệ và chăm sóc tối ưu nhất. Ngoài ra, việc ăn uống lành mạnh và uống nhiều nước cũng rất cần thiết để vừa có một làn da đẹp vừa có một sức khỏe tốt. Các chị em nhớ nhé, tóm lại, đây là một sản phẩm tẩy da chết ngon bổ rẻ, lại còn made in Việt Nam, mà chúng mình ưng ý nhất từ trước đến nay. Sản phẩm vừa đáp ứng được tiêu chí loại bỏ sạch lớp da chết sần sùi mà không gây rát da. Một trong những điều mà chắc hẳn ai cũng e sợ nhất mỗi khi thử một loại tẩy tế bào chết mới, vừa có mùi thơm dễ chịu, lại còn phù hợp với điều kiện kinh tế của bất kỳ ai, quá tuyệt vời luôn. Chị em có thể tìm thấy sản phẩm tại các cửa hàng bán lẻ như Guardian, Sotiola, hoặc chọn cách an toàn nhất thời điểm hiện tại là đặt hàng qua đường link ở dưới phần mô tả.